Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với thọ tưởng hành thức chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với nhãn xứ chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với nhĩ tĩ thể thân ý xứ chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với sắc xứ chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với nhãn giới chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế đối với nhĩ giới chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước đối với thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế đối với tĩ giới chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước đối với hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế đối với thiệt giới chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước đối với vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế đối với thân giới chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước đối với xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, đối với ý giới chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước, đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng khởi tưởng trước và chẳng trước là hành bát nhã ba la mật đa.